Buổi tọa đàm giải pháp nào để xóa xe dù, bến cóc do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức sáng ngày 23 tháng 11 với sự tham dự của nhiều chuyên gia, lãnh đạo Cục Đường Bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng bàn bạc về thực tiễn, đề xuất giải quyết vấn nạn xe dù, bến cóc ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đặt ra vấn đề nhiều người dân đã phản ảnh nạn xe dù, bến cóc tồn tại và phát triển rầm rộ ở các trung tâm thành phố lớn nhưng mãi không giải quyết được dứt điểm dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn xã hội, làm xấu mỹ quan đô thị. Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phân tích, nguyên nhân lớn dẫn tới tình trạng xe dù, bến cóc tồn tại, phát triển là việc chúng ta tổ chức và bố trí các bến xe tương đối xa khu vực mà người dân đang sinh sống chính là bất cập. Trong khi đó, giao thông công cộng hiện nay lại chưa kết nối hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu dân đi. Để giải quyết được xe dù, bến cóc thì mỗi địa phương cần xem xét lại quy hoạch bến bãi, quy hoạch luồng tuyến vận tải và điểm đón, trả khách hiện nay. Người dân, doanh nghiệp cũng cần tuân thủ và thực thi pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cơ quan quản lý địa phương phối hợp chặt chẽ để nắm được tình hình, có thể dùng biện pháp mạnh hơn. Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khẳng định người dân gặp tình trạng xe dù, bến cóc, phát hiện cò mồi, bảo kê xe khách hoạt động sai quy định thì nên tố cáo đến lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý. Khuyến cáo người dân thấy xe dù, bến cóc thì gọi 113.